Lúc 7 giờ sáng nay ngày 9 tháng 9, tâm bão số 5, bão Kenshin, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 15 đến 20 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng mai, ngày 10 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, từ 90 đến 100 km/h, giật cấp 12. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 14 đến 18 độ Vĩ Bắc. Phía Đông kinh tuyến 113,5 độ Kinh Đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ sáng ngày 11 tháng 9, vị trí tâm bão ở ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 13. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 5 đến 10 km. Đến 4 giờ ngày 12 tháng 9, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 13. Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km.